cho bé mình lớn à, đẹp quá trời luôn nè. Sao em? Cái vỏ này nè chị. À. Cộng là mấy cọng cối. À, cọng cối hả? Ồ. Cọng cối. Rồi nó mềm nè, đẹp ghê không? Cọng cối. À cọng cối. Còn cái này là làm bằng gáo dừa. Bằng dừa. Rồi múc cơm đồ nữa nè. Nhưng mà cả nhà biết không, là thật sự mà mua mình sắp đi về rất là mệt, tại mình đi còn nhiều nơi nữa. Hả? Hả? Thì đó, mua rất là nhiều. Còn đi nhiều nơi nữa bổ thành ra. Trời ơi, quá là xinh luôn nè. Thật quá đẹp. Ờ, mấy cái túi này đẹp ghê không? Mấy túi đó sách gọn gọn đó, nhiều khi đâu. Ờ. Bây giờ đựng mỹ phẩm hay gì gọn gọn đó, cháu. Đẹp ha. Đẹp ghê á. Thế xinh quá hả? Ờ, cái đó gọn. Ờ. Đẹp ghê, mua bỏ nước dừa được á ta. Bao nhiêu một cái vậy em? Cái nào đẹp vậy bố? Bố thấy nào đẹp không? Cái tinh green nè. Cái này không? Cái tinh green đẹp mà. Cái màu. Ờ à, đây. Bao nhiêu một cái này vậy em? Dạ cái này 80. 80. Dạ em có. Đẹp ghê. 180 trên nữa. Ừ. Đẹp quá hả? Này đẹp nè. Dạ. Cái này là chỉ là vải bố, còn cái này là có xe sợi nữa. Cái này là vải bố. Dạ. Còn cái này? Dạ có xe sợi luôn. Ồ mà nó cầm nó rờ nó mặt hàng nhìn không thích. Phô đúng không? À nó bị phô. Cái này nè vậy chứ mà mềm hơn nè. À, này em nói bao nhiêu? Dạ 80. 80. 50 được không em? Cả nhà, cái này là thằng nói chơi thôi nghe cả nhà, chứ trời mua nghĩ sao mà mình vô mình đã giá người ta tội nghiệp người ta. Cô nói 50 cái bé cười. Cho chị lấy cái này đi. Mẫu lá đi. Chị mình xài luôn. À xài luôn. À gì đó, biết sao ông Tùng Tùng bỏ nha. Khỏi phải xách. Trời trả y như thiệt nha, 50 được không? Giống như đang chợ lớn vậy. Ở chợ Bến Thành vậy đó. Trời ơi, nhìn lịch sự liền á Tùng. Nhìn bảnh bao liền. Ờ, tại vì cái này á, nó cưng, nó cứng quá à. Rồi, cảm ơn em nha. Múc mà nhiều khi mà đi, múc mà đi, chẳng hạn như đi lên Đà Lạt ấy, nó tiện lắm á, mình bỏ à, nó lạc vạc á, à, đẹp á. Khi bỏ máy quay vô cũng được á. À, đúng rồi đó. Máy quay vô đó. À. Nó vừa, cái túi nó vừa. À, túi nó size vừa đẹp quá. Trời, bữa ra Hà Nội thấy nó bán cái này quá trời luôn á. Mà mua đây rẻ chứ ngoài Hà Nội là mắc đó. Trong đây họ bán những cái đồ lưu niệm rất là nhiều nghe cả nhà. Rồi tranh thiêu tay nè, đẹp quá quay một vòng. Wow, tranh thiêu tay quá đẹp luôn. Cái này thiêu tay hết đó hả chị? Wow, đẹp quá. Cái này cảnh ở đây nè chị, cảnh của Thái Sơn đây. Mình hồi chị oh. Đi đò chèo. Cái này là cảnh của Thái Sơn đâu, này luôn đó hả chị? Mình hồi chị đi đò chèo. Ở đây mình gọi là Cồn Phụng Thái Sơn đúng không chị? Không, Cồn Phụng là cồn khác. Là khác hả chị? Ở đây là Thái Sơn. Sơn. Yeah. Còn Cồn Phụng là ở đâu nữa? Bên ông Đại Dừa. Ồ, oh, dạ này là Thái Sơn. Mình tắm kỷ niệm lên đây đi. Mình hồi đi đò chèo, 19 tắm à. Đẹp quá hả? Để siêu, để thiêu với chỉ bóng. Dạ, thiêu tay đẹp quá, lâu thiêu tay. Lâu lắm mới thấy được cái thiêu tay này nè. Nè. Em thấy không, thiêu nền giấy siêu chỉ bóng. Dạ. Chị chứng ngoài. Trời, cô gái mặc áo dài nè, đẹp quá, tấm này dễ thương nè. Cái nắng nó làm kỷ niệm đi. Xinh quá. À. Ừ. Đây nè. Xinh chị quá. Chị chứng ở ngoài nắng là nó không sao hết, thiêu chỉ bóng chị có. Trời, xinh dễ sợ. Lên trên má hay có hồn. Hả? Quay lại trên đây nhìn thấy xa nó có hồn. Có hồn quá phải không? Nhiều người đứng ở đây chụp hình nè. Xinh, xinh dễ sợ luôn á. Có cảm giác như người đang chạy xe. À, đang chạy xe. Cái này là xinh nè, thấy không? Cái này là cô gái đang ngồi nè. Đúng rồi, trời ơi, cô gái đang ngồi hay cái bàn tay nè. Ngồi kế bên cái bàn có chậu bông. Đẹp quá. Nhưng mà tấm hình này nhìn cái duyên nè. Này sống động nè. À, nhìn sống động dễ sợ. Lấy tấm đó. Đúng rồi, đang chạy xe vậy đó. Mà lấy giờ về treo đâu đây? Em vô kèm em chân vô phòng. Dạ. Yeah. Đẹp, đẹp lắm. Có không có chỗ. Bao nhiêu cái này vậy chị? Ta mua 3 tấm ta chân chéo nữa. Mình yeah. Mua tấm mình chân phòng được. Đẹp quá, thôi để mua cái làm kỷ niệm đi. Rồi đây chị bỏ vô. Có bớt không chị? Không. Em giỡn thôi nghe em chọc không thôi.
Cả nhà ơi, cái này chứ. Ở Việt Nam, mình cứ trả giá, nó được thì được, không được thì thôi. Châu là Châu đi đâu, Châu thích phá, thích giỡn vậy thôi. Chứ biết thật sự tới đây mà mình mua mình còn trả giá nên chắc chết quá. Châu trả còn có cái nhiều nước ngoài về trả giá vậy. Vậy hả? Bà vậy à? Em bỏ vô trong đó luôn chị nghe Tùng. Hả? Không gãy đâu. Chị nghĩ không gãy đâu. Rồi, cho em gửi này chị. Thổi thói cho em được rồi, cảm ơn chị. Đi. Dễ thương, thấy cái gì cũng muốn mua hết rồi, chắc chết quá. Dễ thương á Thu. Mua đi Thu. Giỏ nhiều quá. Nóng quá giờ. Nó nghe là nóng quá giờ lấy cái này quạt. Nóng thật sự. Đi xuống tàu. Dạ. Bây giờ mình đi qua đi xuống tàu để đi đến một điểm thứ hai nha cả nhà. Ồ, có bán võng nữa kìa Thu. Nha. Đợi chồng đi Thu, khỏi cầm. Đây nè. Cái này mình chưa vô khuôn nên cái này mình sắc cho khách thử luôn. Rồi. Bây giờ này có lá dứa rồi, giờ chị sẽ thử luôn. Còn nóng luôn nè. Đây nè, kẹo dừa mới vừa ra lò ra, nó chưa có cứng lại, giờ ăn thử nè. Châu sẽ thử. Ngon quá. Ngon quá. Nhìn qua đó chị quay được không em? Con nó bánh tráng ở ngoài. Đây là loại kẹo đặc biệt. Cái này là kẹo đặc biệt ha em. Kẹo dừa. Cái loại này kẹo dừa là có lớp bánh tráng ở ngoài. Đây là mình làm bằng thủ công. Làm bằng thủ công hết ha. Hấp dẫn quá em. Nè, cuốn lớp bánh tráng. Cuốn bánh tráng hả? Có lớp bánh tráng nhìn ngon quá. Nhiều quá mình hết của bé luôn. Nhìn hấp dẫn quá. Còn mì mới để mà nó cứng hơn. Lát là nó cứng lại. Tại vì bây giờ nó còn nóng. Còn lúc mì nó cứng lại đâu có cuốn được nữa. Nó giòn rồi. Rồi cái khô bên đây là sắc ra này cả nhà.
À, cái đó nó là mạch nha, cái đó là mạch nha. Cái đó. Bên này là mình đang nấu nè. À, đây là mọi người, đây là người ta đang đang nấu kẹo nha mọi người. Nó vẫn còn đang rất là nóng nha. Đây là nước cốt dừa với mạch nha. Để cho nó hơi sánh lại xong mọi người ta sẽ đổ ra nha mọi người. Đây. Đó. Còn nóng hổi luôn nha mọi người. Nhưng mà cái này nó còn lỏng cho nên là đợi một tí sánh rồi người ta mới đổ ra. Đây, sau đây sẽ cho mọi người coi là cái khâu mà sắc kẹo. Cuốn xong đợi cho nó không có khô, nó cứng lại bắt đầu mới cắt. Với lại cắt rất là dứt khoát nha mọi người. Mà cái hay ở đây là chỉ có người trong nghề họ mới làm được là cách cái khoanh cái khoảng cách và rất là điều của những cái bánh rất là đều nè nha mọi người. Đó. Đó. Còn gặp mà đưa cho hai chị em mà Vũ với Châu mà cắt cái lớn cái nhỏ nha mọi người. Xe 7, xe 8, xe 9, xe 10 đủ. Xe 10 đủ size luôn coi như là kiểu như thập cẩm nha mọi người. Đó. Trời cũng cái tiếng dao mà cứa thì biết bén lắm mọi người. Đó. Đó. Là hồi nãy là Bụ mới cho mọi người coi bên kia để khâu nấu kẹo. Rồi xong rồi sau đây thì bên đây là cuốn kẹo. Đây. Rồi từ đây á, sau khi hoàn thành hết rồi á, thì mọi người bắt đầu đóng gói vô hộp. Xong rồi cái bắt đầu trưng bày ở đây bán nha mọi người. Nửa ký là 90.000 nha mọi người. Cho thử cái lá dứa thấy rất là ngon luôn. Thôi bây giờ mình mua nửa ký đi. Hồi nãy em cũng mới mua này nè. Là 40.000 một hộp. Mà mua 3 hộp còn 100. Được giảm 20. Một hộp như thế này là 300g nha mọi người. Hộp như thế này là 300g. Rất nhiều nha. Cái môn cũng ngon lắm nè cả nhà. Cái môn cũng ngon lắm. Môn ngon ghê. Môn ngon Bủ. Ừ. Cái môn là em gu em đó. Môn béo quá. Cái môn ngon ghê. Đây không có ăn hết cái gì. Cái này là cái gì vậy em? Kẹo. Cái này cũng là kẹo dừa luôn đúng không? Đó là cacao. Cacao với nó mix phải không em? Dạ, nguyên chất với cacao. Này nguyên chất này là công ty. Em cho chị nửa cái bịch nửa ký khoai môn nữa đi nha. Dạ. Này mình xài. Ủa là mình để đặt cái đầu mình ủ trước thì mình gọi con. Ủa bao lâu? À nó có công dụng dày tóc và mọc tóc không? Mọc tóc kìa. Ghẹ con mọc tóc kìa. Chắc mua kia phải mua này, cái này ngon không nè? Vậy hả? Cái này chị lấy 5 hộp tặng. Không, tại vì chị không lấy nhiều vậy. Chị lấy hai cái đó thôi. Cái nửa ký khoai môn, nửa ký lấy dứa. Này thì 300, này thì 200g, này 300g, này ít hơn. Rồi, chị lấy cái đó. Rồi bao nhiêu tiền tổng cộng? 180.
này là bao nhiêu lần chị? Cái dầu dừa hả chị? Dừa mình xài là bao nhiêu lần một tuần? Xài mỗi ngày cũng được nó. Bao lâu nó có công dừa? Thì cái đó mình sẽ xài hoài xài lại. Ướt tóc rồi thôi đúng không? Đúng rồi, xài tóc rồi. À, giờ ủ nha, vô lâu. Nhìn chạy. Tóc nhiều mà còn ủ nữa hả bổ, cho ra thêm nữa hả bổ? Nghe hả? Bổ nói bổ mua về tặng nha cả nhà. Tôi tưởng là tóc bổ đã nhiều rồi mà em lại còn muốn mua. Tóc này mà sức lên nữa. Sức lên nó chỗ đâu mà nó mọc đây. Bố là chị cho mày về là mọi người thấy tóc mình dài chỗ đây. Rồi bây giờ mình xuống tàu. Rồi bây giờ tụi Châu sẽ đi một cái tiếp nữa là đi xuống tàu nha. Hồi nãy là đi một có một cái trạm, có một nơi trạm là ồ nặng quá không chị xách không? Để thôi. Để lên tàu chị. Hồi nãy là đi xuồng ba lá, bây giờ là đi tàu đây. Ôi, đi đâu mà? Công ty du lịch Mekong Thế Sơn. À, Văn Tài, Thùy Dương. Rồi, chị ok em, cảm ơn em. Rồi, bây giờ tụi Châu xuống tàu. Đi qua một cái trạm nơi khác nữa. Hả? À, rồi, tàu vừa cập bến lên đây đây cả nhà. Khu du lịch sinh thái Cồn Phụng đây. Giờ tụi Châu đang đi bộ vô. Ồ, đây nè, có trái dừa to, thật to luôn nè. Đây là bến trạm thứ tư tụi Châu đến nè cả nhà. Không muốn chụp hình với trái dừa, mình qua bên này luôn nè chị. Rồi, có ai muốn chụp hình với trái dừa không? Đây. Dạ, đây là biểu tượng của Cồn Phụng Bến Tre nè cả nhà. Bà con có ai muốn chụp hình không? À. Rồi đi, mình đi vô trong nha. Dạ được. Ở ngoài ha. Đây người ta trồng sen nè cả nhà. Anh Sơn. Em mới vô á, em hết cái ấm tha rồi phải không? Bà ổng còn, em ra em xem hết luôn. Đây, sen này cả nhà. Sen đang chuẩn bị có bông nè, có hoa đẹp. Đây là cái gì ngộ em nó lòng thầu xuống nè. Cái dây này hả chị? Em cũng biết dây gì luôn hả? Bây giờ mình đi vô đâu vậy? Mình tới đây mình làm gì vậy em? Dạ, trong này chỉ là cái điểm mình tham quan với lại có mấy cái khu trò chơi. À, điểm tham quan. Có cái di tích của Mai Đạo Dừa nữa là. Ừ. Câu cá sấu nữa. Có ai muốn chụp hình mình qua bên này luôn nha anh chị. Dạ. Ủa, rồi cá sấu ở đâu vậy? Em muốn coi thử. Cá sấu bên này nè chị. Đi. Cái gì mà bạo lực hay là bạo lực tí mà ghê rợn là có Châu trong đó. Ôm này chắc không ôm đâu. Cái hồ này là cái hồ cá chép của mình. Nè. Vậy em người ta có thả cá chép cái này lại. Cá chép à? Cá chép bình sữa. Ồ. Ồ vậy hả? À, đây là cá chép bú bình nha, mình thả bình xuống. À, có ai thử đi, mình thử đi đi. Dạ. Hả? Yêu thích nữa đây cả nhà, bánh bò nước cốt dừa. Không rượu. Nè, không rượu nè. Trời ơi, bánh bò nè. Nước cốt dừa. Dạ. Cây 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 nước dừa. Rồi ơi, cái nè, chùm ruột nè. Thấy cái này nhớ là lúc còn bé ghê á. Một é nữa nè. Đó. Trời ơi. Bánh lọt. Muối gì cơ?
Ở nhà coi nè, em Bủ sẽ cho cá bú bình. Nè, em Bủ đó. Trời ơi, cưng chưa? Nó dạng quá hả? Trời ơi, cả nhà coi nè. Oh my god, nó bú kìa. Thấy thương không? Trời ơi, cưng chưa cả nhà? Cưng quá. Giống như con người, nó biết hết trơn. Nó giống em bé vậy? Trời ơi, cả nhà. Ây da, cưng quá cả nhà ơi. Trời ơi, mọi người thấy. Trời ơi, nó bú bình, thấy thương không? Cầm đi Châu. Cầm tao quay Châu. Được, được rồi. Trời ơi, thấy thương không? Dành ngon. Để coi có nó dành kìa. Nhưng mà hết cho mình là biết nha, là không thèm bú nữa. Trời ơi. Trời ơi, mọi người biết không, Thi nói á, nếu mà cái bình còn á, thì nó bu là như vậy đó. Còn khi mà cái bình mà hết rồi nó không bu nữa. Khôn quá vậy em. Dạ. Biết trong bình có thức ăn á, nó mới. À. Trời ơi, cảnh này. Để tiền ngay đó đi chị. Để hết rồi. Rồi bây giờ á. Tới Châu đi. À. Mày phải cầm. Trời ơi, thấy ham luôn á. Hết rồi con, hết rồi. Nữa nè. Nó thay phiên nhau để nó táp vô cái nấm á. Cái nấm á. Nó khôn quá ha. Khôn thiệt á. Mỏi tay luôn rồi đó. Rồi hết rồi cả nhà ơi, còn miếng. Con đói về. Nếu mình câu được cho đem về hả? Nè cả nhà, bây giờ mình vô câu cá sấu. Bé Thi nói là mình câu được con nào là cho, bắt được con nào thì cho mình đem về con đó luôn, mà không biết quan trọng là có dám bắt hay không thôi. Hả? Thí dụ mà xuống chứ nó ngậm mình, nó không ăn mình rồi mình được hưởng vậy. Nó liếm luôn rồi. Cả nhà có biết không, là Thu hỏi nếu mà mình xuống dưới cá sấu mà nó không ăn mình, mà nó cứ nhìn có nó làm gì mình không, thì có một cái anh ấy nói nó, mình Thu mà xuống là nó chỉ liếm thôi chứ nó không làm gì Thu hết. Cá sấu tù. Nên nó tù. Anh chị có muốn câu mình mua cần câu thử. Ôi, vui vậy? Nghe một. Ủa, cái gì? Thiệt hay là không thiệt vậy? Ủa thiệt sao nó hả họng không vậy? Trong miệng nó còn máu không? Hả? À? Thấy trong cái miệng của nó có màu máu không? Ờ à, là trong miệng còn máu là nó. Chị nhìn gần nó nhớ dạng hả mà. À. Cái miệng nó vẫn có con mình để ý. Ờ. À. Nó vẫn nhúc nhích. Ủa tại sao nó hả miệng suốt vậy em? Nó đợi mồi á chị. Nó đợi mồi á hả? Thu ơi, nó đợi mồi á Thu, nhảy xuống đi Thu. Nó đang đợi á Thu. Định quay, để tụi nó quay gửi gì cho gia kỳ vậy thì con ngay. Để đợi tao nó coi. Ê nhìn giống giả quá ha. Sao nhìn giống giả quá vậy em? Ha, nhìn giống giả quá vậy. Tao nói chắc nó giả. Ừ. Trời gì đó, cái nằm yên. Hả? Đó, cái miệng nó đi. Nô nhưng mà nhìn sao giống giả quá vậy? Cái răng nó trâu không? Giờ có cái gì cho mình thử nhúc nhích coi có phải không vậy? Nhưng mà con này nè, à, anh có nhìn thấy không? Hai con này nè, không nhúc nhích nhau nè. Ờ con này thấy cái lưỡi nó nhúc nhích trong kìa. Ồ mà sao nó nằm nó không động đậy luôn á? Bủ, nằm không động đậy luôn. Nè. Rồi bây giờ nó nhúc nhích rồi nè. Nè cả nhà thấy bây giờ nè. Rồi bây giờ có con để nhúc nè. Nè còn như chẳng hạn như con mà Châu chỉ rồi nè, không nhúc nhích luôn. Nhìn nếu mà mình nhìn mình lại tưởng lầm là con là cá sấu giả nha, không phải là thiệt á. À bên nhìn kỹ bên trong thì cái lưỡi nó mới nhúc nhích. Hả? Trời ơi. Thử đi Thu, xuống thử đi Thu. Nó đang đợi mồi á Thu. Trên bờ kìa, nó đang hạ họng á kìa. Ờ, nhìn như giả vậy đó. Không leo trèo hả chưa?
ơi, tưởng tượng trâu rớt xuống cá không biết ông nội ơi sao chạy đâu. Có sao đâu, bình thường leo lên. Leo lên rớt xuống cứ leo lên bình thường không sao á. Tụi tụi té xuống leo lên. À mà tự cứ leo thôi. Cả nhà nghe Bủ nói không? Thu thì hỏi nếu mình rớt xuống thì sao? Thu rùng mình, Bủ thì nói là cứ bình thường. Rớt xuống cứ leo lên thôi, mình đừng có áp lực chi nhiều phải không? Lúc đó thì tới. Mà lỡ nó có táp thì cứ để cho nó táp đúng không? Rồi. Mình được mình cố gắng đi. Trời ơi cá sấu quá trời luôn á. Sao đâu mà nó có nhiều cá sấu quá vậy đây Thi? Nuôi lâu rồi hả? Ờ. Ủa, nó đẻ nó ăn hả? Dạ đúng rồi. Cái này nếu như mà nó đẻ ra là mình phải tách ra để nuôi, không sao mà nó ăn hết. Ờ, một khi đẻ là mình phải tách đem ra khỏi đây này. Ờ, nó ăn con luôn hả? Nó đẻ ra nó ăn luôn. Chắc này phải cho nó, chứ không cho nó ăn đầy đủ nó mới ăn con, nó cứ bình thường cá sấu nó. Ờ, nó đẻ là nó ăn con vậy. Chứ thường mà nó con nó thương lắm, nó bảo vệ nhưng lắm mà chứ. Thường cái này là chắc bị bỏ đói, từ thường là con nó ngoài tự nhiên nó cũng chăm con nó lắm á. Trời ơi. Không nhúc nhích gì luôn á. Mà thôi đã chưa. Quay quay. Hả? Đó. Trời ơi cả nhà ơi, mọi mấy anh mấy chị dưới này đang gọi là bắt cá. Đó đó. Quay gần luôn nha Bủ. Nó hay ở dưới khúc này nè, tại khúc này nó sâu hơn. Ở dưới video để ngang vậy đó ha. Dạ. Lắp video để ngang đó. Nãy mình đã ngang rồi. Đấy là bắt thiệt nha. Coi như là mình cố tình mình thả cá xuống đây, thả 5 con. Để cho đây là cũng là đoàn du lịch luôn, gọi là trải nghiệm đó cả nhà. Nhà nãy giờ Châu tưởng là bắt thiệt, là sự trải nghiệm thôi. Bỏ 5 con mới bắt được con còn 4 con nữa. Chắc nó chuối với sình á. Cá chuối, cá lóc hả? Ồ. Phải bắt được 5 con mới được lên hả? Đúng rồi. Giờ không muốn bắt nữa thôi. Ok thôi mình đi. Đi vô. Ê, hả? Ồ, trái cà phê còn nó còn tươi ha. Trái cà phê nghe cả nhà. Rồi, trái cà phê. Trái cà phê. Rồi, mình ngồi đây đi ha. Rồi. À, vậy mình ngồi bên đó ha. Rồi. À, bây giờ tụi Châu sẽ ghé vô đây ăn uống nha cả nhà. Rất là hấp dẫn chưa? Đây là tôm, gọi là tôm sông ở đây luôn đúng không? Tôm sông nướng nè, miền sông nước nè, tôm hấp nè. Dẫn chưa? Tôm hấp, mực chiên giòn. Châu còn order thêm còn 2 món nữa, cá lóc nướng chui, rồi gỏi tôm thịt của hủ dừa. Nhưng mà cá lóc nướng thì nó hơi lâu, thành ra bây giờ mình tranh thủ mình ăn những món này trước. Thôi, một lát nữa. Đó, thêm ở đây cho chị, ở đây. Rồi, đây là gỏi của hủ dừa nè cả nhà. Cả nhà biết không là Châu, lúc mà Châu bên Mỹ là Châu nghe nói về củ hủ dừa nhưng mà chưa bao giờ được ăn hết, rất là tò mò. Và giờ đến đây thì ở đây quán nó có cái món này nữa. Một là mình trộn với tôm thịt, hai là mình trộn với gà. Gà là họ nuôi ở đây luôn. Mà giờ gà nữa, mấy nay ăn gà nhiều thì hơi ngán. Giờ thử tôm thịt nha. Biết Bủ biết gì không? Giờ chị thử cái này. Châu lần đầu tiên ăn cái món này nè cả nhà. Bây giờ Châu muốn thử nè, củ hủ dừa. Chấm mấy nước mắm. À hả, đây củ hủ dừa. Khoan hả, tôm thịt nha. Bây giờ mình cứ thử này, mình chấm nước mắm đi. Để Châu thử nha. Châu mời cả nhà nha, Châu thử. Mà lần đầu tiên Châu mới ăn luôn. Rất là ngon luôn. Nó giòn, thật là giòn luôn á. Giòn lắm luôn á Bụ. Giòn, cứng luôn á. Ngon lắm cả nhà.
chút thử thì Thu. Thường hồi đó là cho hay chuối cây, về vùng quê là mình hay gỏi gà trộn chuối cây ăn là thường rồi. Cái này lạ lắm, gỏi sen rất là lạ, lạ lắm luôn á, ngon á. Ăn Tùng ơi, Thu ăn vô Thu bủ. Ăn luôn đi bủ. Giờ để chị đặt cái cây quay bên đó đi ha. Cây quay. Rồi bây giờ mời tất cả mọi người cùng ăn nha. Còn thiếu một món nữa cả nhà là cá lóc nướng nha, chấm mắm nêm, cuốn với rau. Giờ Châu sẽ thử mực chiên giòn. Đây. Mời cả nhà nha. Nãy giờ nó hơi nguội, hơi dai rồi. Mực á. Vậy hả? Ừ. Để nguội. Tại mình đợi á. Không cần mực tươi, nó dài. Vậy hả? Mực tươi. Không ngon rồi. Cho gì nước mắm thì quay thì ké. Giờ Châu sẽ thử món tôm nướng rồi đó nha. Ăn tôm nướng rồi Thu. Tôm mày ăn được phải không Thu? Mình nướng á, mình chấm vô ngon không? Chấm mắm nêm á Thu. Thu rất là bạn Châu á, Thu rất là khó ăn. Là Thu không biết ăn cá, chỉ biết ăn tôm thôi. Mắm nêm như cũng biết ăn đúng không? Biết hả? Mắm nêm biết hả? Tưởng mắm nêm biết chứ. Mắm nêm biết. Mắm nêm mà không biết nữa là rất tiếc. Tôm ngon. Củ dừa ngon ơi. Củ dừa ngon nha. Giòn ngon. Ngon nha. Hả? Tôm nướng ngon nha, tươi nha. À, tươi ngon á. Đồng bánh tôm ăn cùng. Thơm ha. Tôm này như tôm họ nuôi ở đây luôn á. Tôm á, tôi phải ăn nướng nha. Các loại gì vậy? Nướng là ăn hơn là hấp. Tại mình kêu cái chút chút á. Nướng nó ngon. Thơm hơn không? Thì hấp nó có cái ngon của cái hấp. Này mình chấm muối tiêu. Muối tiêu. Mời cả nhà nha cả nhà. Con bé không thấy rồi. Ừ, bé Thi đâu ta? Thi đúng rồi. Bé Thi, bé Thi cho bé Thi. Trời, tính kêu ra ăn. Kêu ra ăn chung với đây. Cá lóc nướng trùi đây. Đó. Quá hấp dẫn cho cả nhà. Đó. Rồi là cuốn với bún rồi rau nữa, mắm nêm. Thôi ta nói là nhức cái nách luôn á. Cho gạch hả? Rồi bây giờ mình thử cái món này đi Tùng. Vì này món này chỉ có hai chị em mình thôi á Tùng. Sáng đây ha. Rồi ăn sáng mình chị. Cá lóc nướng ngon lắm bổ. Chấm mắm nêm hết sảy luôn á. Ăn được, Thu ăn rồi hả? Chung cho ăn thì cả Thu thích ăn thôi, ăn cũng ok. Ngon lắm. Ngon. Trời ơi, hấp dẫn chưa? Thêm xanh là gì? Cái bụng thôi. Cái bụng thì bao tử cá. Cái này. Bủ đang chơi, Bủ nó đang chơi chị nó rồi. Cả nhà biết không? Gặp Châu xin lỗi.
Châu, Châu xin lỗi mọi người. Giữa đây người ta chặt nè. Châu, Châu thấy bổ đang quay vòng vòng đó. Châu đang thu Châu gỡ Châu cạp. Bị dính rồi phải không? Khúc này chắc Châu phải xóa quá. Châu thích ăn mấy cái cái dừa này lắm cả nhà. Mà thật sự ở bên Mỹ á, làm gì có cái dừa tươi này. Rồi Châu đang cạp nó quay vô bao nhiêu cái xấu nó lò lên hết. Cái nước dừa cả nhà. Thật sự cho mời cả nhà nha. Đáng lẽ lũ uống lén không định mời ai hết mà bây giờ bị bể ra như vậy rồi. Cho mời cả nhà nha, nước dừa ngọt lắm cả nhà. Mà cả nhà biết không, rất là ngon luôn. Ngon lắm đó. Ngon lắm đó, bụng cực kỳ ngon luôn cả nhà. Tại vì á, tụi Châu đến đây, tụi mình tới đây lúc mấy giờ hả bụ? Tới đây lúc hình như là 12 mấy 1 giờ. 12 mấy 1 giờ, tính ra tụi Châu ở đây gần 4 tiếng rồi đó. Đi tụi Châu đi một cái gói là combo trọn gói luôn. Bây giờ xe mới thả tụi Châu tới đây nè. Châu khát nước quá. Cái dừa này á, là cả nhà biết không, là mình được free. Mình đi trọn gói, khi mình trở về lại đây là trạm cuối cùng là thôi, là tụi Châu lên xe đi về lại Sài Gòn á, thì mỗi người được trái dừa. Này là mình được tặng chứ mình không cần phải trả gì hết. Thì trong gần 4 tiếng ngày hôm nay, tụi Châu cố gắng review mọi chỗ, mọi nơi, tụi Châu review hết cho cả nhà xem. Thì cái clip này có thể nó rất là dài, Châu phải chia ra phần 1, phần 2. Tại vì Châu thật sự Châu không muốn cắt cái đoạn nào hết. Cái gì Châu muốn cũng muốn giữ lại hết. Tại nó có một cái gọi là đậm chất của miền Tây mình luôn á cả nhà. Rất là đậm chất miền Tây quê hương. Thành ra Châu muốn chia ra làm hai cái clip. Xin lỗi cả nhà nghe, Châu phải cầm. Tại vì hơi bị ồn quá. Và cho Châu tạm ngưng cái clip tại đây. Và Châu cũng cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái clip của ngày hôm nay của tụi Châu. Và mong rằng cả nhà thích cái clip của hai chị em đi về miền Tây du lịch ở Bến Tre, miền sông nước đậm chất quê hương. Và một lần nữa cho Châu cảm ơn cả nhà rất nhiều trong thời gian qua luôn support cho Châu, kênh của Mai Châu Daily Vlog. Và ngày hôm nay trở về Sài Gòn, Châu sẽ nghỉ ngơi một ngày. Và ngày hôm sau đó nữa, Châu và Bủ hai chị em lại hành trình miền Tây tiếp tục cả nhà. Nhưng mà bật mí sao, bây giờ không có nói trước là miền Tây vùng miền nào, bây giờ là Bến Tre. Tiếp nữa thì cả nhà nhớ đón xem cái video của hai chị em Châu và Bủ nha. Và xin chúc cả nhà có một buổi chiều thật bình an bên gia đình. Và xin chào tạm biệt, bye bye, bye bye.